Mách bạn 6 tuyệt chiêu phòng chống say xe không cần thuốc chỉ có ở Việt Nam. Nhu cầu đi lại tăng cao, nhiều người lại lo sợ rồi sẽ bị say xe. Tuy nhiên, chỉ cần bạn lưu ý chuẩn bị trước một chút là vấn đề sẽ được giải quyết ngay tức khắc. Sau đây là 5 phương pháp tự nhiên phòng chống say xe rất hiệu nghiệm. 1. Ấn huyệt nội quan. Khi say xe, có thể dùng ngón tay cái ấn vào huyệt nội quan. Chiêu này thường được các bác sĩ đồng ý áp dụng. Cách xác định huyệt, bạn có thể dùng 3 ngón tay giữa khép lại. Bạn có thể dùng 3 ngón tay giữa khép lại, đặt từ chỉ cổ tay tính lên cánh tay. Huyệt nằm ở giữa của đường gân cả tay gần cổ tay. Đo và đánh dấu đúng vị trí thì khi bấm sẽ đạt hiệu quả. 2. Gừng. Bên cạnh uống thuốc chống say, mọi người cũng có thể đặt sẵn một miếng gừng trong tay. Khi cần thì đặt ngay dưới mũi để mùi hăng cay bay vào mũi, hoặc có thể dùng băng dính dán miếng gừng lên trên rốn, cũng giúp chống say xe. Trước khi khởi hành 30 phút, nên uống một cốc nước ấm pha với gừng. Nghiên cứu cho thấy 1 gram gừng khô có tác dụng chống nôn không kém thuốc mà không gây tác dụng phụ. 3. Vỏ quýt tươi. Trước khi lên xe khoảng 1 tiếng, lấy một quả quýt bóc lấy vỏ, gấp đôi vỏ quýt, đặt vào giữa hai lỗ mũi và lấy tay nặn cho bắn ra những tia dầu có kèm theo mùi thơm. Có thể hít 10 lần như vậy. Trong khi ngồi trên xe, cũng có thể làm như trên. Tinh dầu trong vỏ quýt giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo cần thiết và vượt qua cơn say xe. Nhiều bạn rất sáng tạo. Khi đi tàu xe, dùng cả vỏ bưởi, bánh mì, làm khẩu trang chống say xe và cũng rất hiệu quả. Nên nhớ, yếu tố tâm lý là số 1 trong phòng chống say xe. Chỉ cần bạn yên tâm và tự tin thì có thể chiến thắng cơn say. 4. Dầu gió. Khi ngồi trên xe, bạn có thể lấy dầu gió bôi lên thái dương để tránh bị say. Cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió xung quanh chỗ bạn ngồi để át những mùi lạ khó chịu trên xe, tạo ra một vùng dễ thở hơn. 5. Chanh tươi. Trong chanh có chứa nhiều vitamin C, axit citric, còn vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu, có thể làm dịu cái dạ dày đang nôn nao, giảm bớt buồn nôn và nôn khi bạn di chuyển. Thậm chí mùi chanh cũng có thể giúp ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nó kích thích những vùng não cao hơn để ngăn chặn say xe. Hãy pha nước cốt chanh với một cốc nước ấm, thêm một muỗng canh mật ong và trộn đều. Nhâm nhi từ từ trước và trong suốt hành trình của bạn. Bạn cũng có thể ngậm một lát chanh hoặc một miếng chanh cả vỏ đều đặn khi di chuyển. 6. Giấm và nước ấm. Một thời gian ngắn trước khi lên xe, có thể uống một cốc nước ấm có thêm giấm trắng. Không chỉ giúp giải khát mà còn có tác dụng chống say xe. Lưu ý là dùng loại giấm ăn, còn nếu có được giấm táo thì càng tốt. Giấm táo rất có hiệu quả trong việc cân bằng lượng kiềm và pH của cơ thể, giúp bạn chống say xe hiệu quả. Thêm 2 muỗng canh giấm táo và 1 muỗng canh mật ong vào một cốc nước ấm. Khuấy đều và uống một hớp từ một nửa giờ trước khi lên xe. Cách này sẽ giúp xoa dịu dạ dày và kiểm soát sự buồn nôn. Nếu bạn vừa mới bị say xe, bạn có thể làm sạch hơi thở và tránh nôn thêm bằng cách xúc miệng với một thìa cà phê giấm táo pha với nửa cốc nước. Những điều cần lưu ý khi đi xe. Trước khi đi xe, bạn cần tranh thủ ngủ đủ giấc. Khi giấc ngủ đầy đủ, tinh thần tốt sẽ giúp tăng cường khả năng chống lại kích thích. Khi đi xe không nên ăn quá no, nhưng lại càng không được để bụng đói. Chỉ nên ăn no từ 7 cho đến 8 phần. Không nên ăn đủ nhiều đạm, protein, nhiều mỡ hoặc những đồ ăn khó tiêu hóa, nếu không sẽ dễ gây nôn và buồn nôn. Tránh ngồi ở hàng ghế phía cuối hoặc đuôi máy bay. Khi tàu xe di chuyển thì nhìn thẳng về phía trước, tránh nhìn sang hai bên, nhất là lúc khởi động. Đặc biệt lưu ý, không tranh thủ đọc sách báo, xem phim, chơi game khi đi tàu. Chỉ cần bạn liếc qua vài dòng trong sách cũng đủ đưa bạn vào trạng thái say xe ngay lập tức. Khi bị say tàu xe, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thả lỏng, tránh vận động. Nếu có điều kiện thì để ghế ngả về phía sau để nằm ngang, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Quan trọng là tinh thần thả lỏng, không nên quá căng thẳng vì tâm lý sợ say xe. Cũng có thể tìm người nói chuyện cùng, những câu chuyện sẽ giúp bạn quên đi cảm giác đang ngồi trên xe. Nếu những biện pháp trên vẫn chưa đủ làm cho bạn yên tâm, thì hãy chuẩn bị thêm thuốc chống say xe. Chọn một loại thuốc phù hợp với bản thân hoặc loại mà bạn đã thấy hiệu quả. Nhưng cần nhớ tuân thủ hướng dẫn và đặc biệt là lưu ý đến chống chỉ định của thuốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe.
Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh kiến thức khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.